Xin chào mấy bộ đã đến với chương mục Mỗi Tuần Một Câu Chuyện K-pop nha. Với tốc độ lan truyền chóng mặt của các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta dễ dàng thấy được bộ K-pop đang bước vào giai đoạn chuyển mình khi các công ty lớn nhỏ liên tục tung ra các con át chủ bài. Nhìn vào thời cuộc, dường như K-net luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho những nhóm nhạc xuất thân từ các công ty tên tuổi. Sự thiên vị đó không khỏi khiến người ta đặt dấu hỏi chấm. Liệu K-net có đang bỏ quên những idol bước ra từ các công ty giải trí ít tiếng tăm? Vậy hôm nay để KD nhắc lại bốn cô gái xinh đẹp 50-50 từ một công ty có thể bình thường nhưng tài năng là không hề tầm thường chút nào nha. Giờ thì KD go. Bốn bông hoa rực rỡ nhà Attract. Công ty chủ quản của 50-50 là Attract, chỉ mới thành lập vào tháng 6 năm 2021. Còn các cô gái của chúng ta là một nhóm nhạc nữ tuần hàng chính hiệu gồm 4 thành viên: Sena, Kina, Seo và Aran. Diện kiến truyền thông vào ngày 14 tháng 11 năm 2022, có nghĩa là tính đến thời điểm hiện tại thì cả công ty và 4 nữ idol đều được coi là tân binh của làng âm nhạc xứ Kim Chi. Các cô gái ra mắt khán giả với cái tên 50-50, dịch sang tiếng Việt là 50-50, hay có thể gọi vui theo cách khác là một nửa và một nửa. Một nửa là nghệ sĩ cộng với một nửa còn lại là người hâm mộ. Chúng ta sẽ có được con số 100. Theo như KD đi tìm hiểu thì Honey là cái tên đáng yêu mà 4 cô nàng đã nghĩ ra để gọi fan hâm mộ. Ngoài ra Honey còn là cách độc lái của Honey, một từ dùng để chỉ những người thân yêu của mình đó. Thị trường Hàn Quốc từ trước đến nay luôn là nút đi an toàn với tất cả các nhóm nhạc tân binh, nhưng 50-50 lại mạo hiểm lớn sân sang thị trường quốc tế ngay từ những bước đi đầu tiên. Công ty chủ quản đã vạch ra chiến lược vô cùng khôn ngoan để tiếp cận khán giả quốc tế thông qua các nền tảng mạng xã hội để làm gia tăng độ nhận diện cho nhóm nhạc tại quê nhà. Như chúng ta đã biết, thì mạng xã hội giúp ích rất nhiều trong việc đưa tên tuổi của các nghệ sĩ, nhãn hàng, kênh truyền thông vươn xa trong mắt khán giả. Và nếu đã đăng ký KD K-pop ở trên YouTube rồi á, thì chắc mấy bộ cũng sẽ không tiếc gì vài phút đồng hồ dạo quanh một vòng KD K-pop Shop, đơn vị truyền thông khác của kênh đâu ha. Shop hiện đang có những ưu đãi cực kỳ tuyệt vời luôn, cùng với hàng ngàn quà tặng free. Chỉ cần chờ bạn chốt đơn là sẽ tặng liền nè. Vậy nên, hãy dành chút thời gian để ghé qua gian hàng online của KD K-pop Shop nha. Biết đâu bạn lại hốt được một món đồ ưng ý thì sao nè. Rồi, bây giờ thì trở lại vấn đề chính nè. Nhiều cư dân mạng đã không ít lần tỏ ra nghi ngại rằng liệu ngôn ngữ có trở thành rào cản với một tân binh có tham vọng hòa nhập vào thị trường nước ngoài hay không. Đáp trả những mối lo ngại đó thì netizen đã nhìn thấy 4 cô nàng tự tin bắn tiếng Anh để điêu luyện qua bài phỏng vấn với tạp chí IGN Times. Có thể thấy dường như 50-50 được công ty chủ quản nhào nặng cực kỳ kỹ càng để chuẩn bị cho nước đi có phần liều lĩnh này. Chúng ta hãy cùng mong chờ các khía cạnh bùng nổ hơn của 4 cô gái xinh đẹp và tài năng trong tương lai ha. Làn gió mới của K-pop. 50-50 chính thức gia nhập vào đường đua K-pop bằng 2 MV Loving Me và Higher. Không chọn theo đuổi phong cách girl crush rầm rộ của đa số các nhóm nhạc nữ Gen 4, 50-50 đã tự vẽ ra cho mình một màu sắc riêng. Mượn câu chuyện tình yêu của những người trẻ tuổi để đưa vào giai điệu, bài hát đã hạ gục trái tim của người nghe ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Nếu Loving Me gợi nhắc người nghe về cô gái trẻ với những nỗi nhớ nhung khát khao muốn yêu và được yêu, thì Higher lại tựa như lời tỏ tình nhẹ nhàng, dẫn dắt người nghe đắm chìm vào thế giới quan đầy ngọt ngào vậy đó. Phong cách R&B quen thuộc không hề kén người nghe, được sử dụng để truyền tải những cung bậc cảm xúc dễ dàng tiếp cận tới khán giả, đặc biệt là những khán giả trong độ tuổi 19-20. Tuy chưa thể gây được tiếng vang tại quê nhà, nhưng hai MV đầu tay của 4 cô nàng lại nhận được không ít lời khen từ các khán giả quốc tế. Thành tích của 50-50 tuy chỉ hạ cánh tại vị trí 44 trên bảng xếp hạng kỹ thuật số và doanh số bán album cũng chỉ đạt mức khá khiêm tốn là 2.597. Nhưng đổi lại, nhóm đang khá thành công trong kế hoạch chinh phục thị trường nước ngoài khó tính, mang đến cái nhận tích cực cho người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Đổi đời nhờ cơn sốt Covid. 50-50 nổ phát súng tiếp theo trở lại đường đua K-pop vào ngày 23 tháng 2, 2023 bằng MV Cupid. Trong MV, 4 cô gái của chúng ta khóa thân thành những người trẻ tuổi luôn ở trạng thái mơ mộng về tình yêu lãng mạn, nhưng trong đầu thì không ngừng hờn dỗi thần Cupid sao mãi mà không chịu xe duyên cho mình với người trong lòng, vẫn lựa chọn trung thành với chủ đề tình yêu ngọt ngào. Nhưng ca từ và giai điệu của bài hát lại không hề gây nhàm chán. Nhờ thế mạnh của dòng nhạc R&B thịnh hành, 4 cô gái đã tạo ra những âm thanh thật sự biết nịnh tai người nghe. Lời bài hát dễ thuộc, màu sắc MV đính kèm chút cổ điển gợi nhắc khán giả về các bản nhạc trong những năm 2000, không mồm mào chạy theo những xu hướng đang nổi đình nổi đám. 50-50 tự biết cách tạo xu hướng cho riêng mình nè. Công ty chủ quản của nhóm thậm chí còn chưa quảng bá rầm rộ trên các phương tiện truyền thông báo chí thì Cupid đã tự đem mình đi rêu rao khắp mọi nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok với hơn 900.000 lượt sử dụng âm thanh.
Chỉ 2 ngày sau khi MV ra mắt, đi đâu chúng ta cũng được chiêm ngưỡng vị thần tình yêu này. Nhiều khán giả thậm chí đã lọt hố trở thành fan của bốn cô nàng. Mượn tốc độ lan truyền chóng mặt của TikTok, công ty chủ quản càng kéo gần khoảng cách giữa 50/50 với khán giả tại quê nhà cũng như quốc tế. Để đáp lại tình cảm nhiệt tình của người hâm mộ, nhóm còn có động thái tung hẳn phiên bản tiếng Anh cho Cupid. Cư dân mạng cho rằng bản tiếng Anh này dễ lọt tai hơn bản tiếng Hàn, lời bài hát cũng có đôi chút thơ mộng và lãng mạn hơn. Công ty nhỏ nhưng tài năng không nhỏ. Đến trang tạp chí phê bình âm nhạc nổi tiếng về độ khó tính như IZM cũng phải đổ gục trước bốn cô gái tân binh cực tài năng này. Cupid vừa phát hành đã xuất sắc nhận được 4,5 sao từ IZM. Đây cũng là số lượt đánh giá cao nhất dành cho một nhóm nhạc nữ tân binh. Thậm chí, 50/50 còn được Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Thu âm Quốc gia, The Recording Academy, không tiếc lời khen ngợi, xứng đáng là nhóm nhạc tân binh triển vọng nhất trong năm nay. Tuy chỉ mới hòa mình vào cuộc đua tân binh trong 2 tháng, nhưng 50/50 liên tục khẳng định sức hút trên con đường theo đuổi thế giới quan khác biệt của mình và xứng đáng nhận được nhiều sự công nhận hơn tại quê nhà. Chưa hết, đứa con tinh thần Cupid của bốn cô nàng còn gặt hái về những trái ngọt mà khó tân binh nào có được. Ngày 27 tháng 3, 50/50 chính thức thiết lập kỷ lục mới tại đất nước Hàn Quốc, trở thành nhóm nhạc nữ lọt vào bảng xếp hạng Hot Billboard 100 nhanh nhất chỉ sau hơn 3 tháng ra mắt, lật đổ kỷ lục trước đó thuộc về Blackpink và NewJeans. Với thành tích đủ đánh bại các nhóm tân binh đến từ công ty lớn, 50/50 đang dần có cho mình một chỗ đứng ổn định tại thị trường trong nước. Không cần quá rầm rộ trong khâu quảng cáo, không cần truyền thông quá ồn ào, không cần bất kỳ sự hậu thuẫn nào từ bên ngoài. Bốn cô gái nhỏ vẫn tạo nên kỳ tích, tự tay đem giấc mơ Billboard về cho riêng mình. Giữa sự nghi ngờ về một thế hệ Gen 4 đang đi thụt lùi, thừa nhan sắc nhưng lại thiếu tài năng, thì sự xuất hiện của 50/50 như một đáp án phá vỡ mọi định kiến về K-pop. Với sân khấu quảng bá 2 lần đầu tiên, từ khi chính thức ra mắt, bốn cô nàng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn khi tự tin khoe trọn kỹ năng vocal mà không cần tới bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phần âm thanh đã thu sẵn, theo thuật ngữ chuyên môn thường được gọi là backtrack. Một nhóm nhạc tân binh mà lại dám liều lĩnh vừa cân cả vũ đạo vừa cân cả vocal một lúc, cả Gen 4 chắc chúng ta cũng khó mà tìm ra được nhóm thứ hai ha. Sau sự thành công do Cupid mang lại, người ta không khỏi tò mò liệu MV tiếp theo bốn cô nàng sẽ theo đuổi phong cách khác hay vẫn kiên định với công thức cũ đây. Chúng ta hãy cùng mong chờ vào các sản phẩm trong tương lai của bốn nữ idol đầy tài năng này nha. 50/50 là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói không nhất thiết phải có xuất phát điểm từ Big Four thì mới xứng đáng được nổi tiếng nè. Nếu mấy bộ đã quá ngán ngẩm với concept Girl Crush thì có thể tự chuyển qua chung vui với 50/50 ha. Hy vọng là bốn cô gái xinh đẹp và tài năng này có thể tiếp tục giữ vững phong độ và tiến xa hơn trong sự nghiệp âm nhạc. Rồi rồi, bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video nè. Còn bây giờ nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD nhà mình có video mới. Đây là kênh KD K-pop. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần lúc 19 giờ. Bye!